Bài 19. Vẽ đồ thị hàm số y bằng 2 cos 1 phần 4 x cho x trong khoảng từ 0 cho đến 8 pi. Và cũng vậy, ta đưa phương trình y bằng 2 cos 1 phần 4 x trở về dạng đầy đủ của nó là y bằng 2 cos 1 phần 4 x cộng 0. Ta biết đồ thị hàm số sin cos tan cotan đều có chung công thức là y bằng a. Thế vào cos nha. Sin cos tan cotan b x cộng c. Ở đây hàm cos y bằng 2 cos 1 phần 4 x, tức là khuyết c, thiếu c, c bằng 0. Vậy ta có a bằng 2, b bằng 1 phần 4 và c bằng 0. Ghi ra như vậy để cho các bạn mới tập vẽ đồ thị dễ thấy hơn. Và tập xác định của nó x trong khoảng từ 0 cho đến 8 pi, người ta cho mình trước. Tức là mình vẽ từ 0 cho đến 8 pi thôi. Đừng vẽ ra ngoài. Và giá trị của nó y trong khoảng từ trừ 2 cho đến 2. Tại sao mình biết được như vậy? Vì y bằng 2 lần cos của 1 phần 4 x. Và cos 1 phần 4 x nhỏ nhất là trừ 1, trừ 1 nhân 2 là trừ 2. Như vậy y bằng 2 cos 1 phần 4 x, như vậy y nhỏ nhất là trừ 2. Và cos 1 phần 4 x lớn nhất là 1, 1 nhân cho 2 là 2. Mà y bằng 2 lần cos 1 phần 4 x, vậy y cũng nhỏ nhất là, lớn nhất là 2. Vậy y trong khoảng từ trừ 2 cho đến 2. Từ tập xác định và tập giá trị cho ta thấy khi x chạy trong khoảng từ 0 cho đến 8 pi thì y chạy trong khoảng từ trừ 2 cho đến 2. Và chu kỳ của hàm sin và cos đều có chung công thức là 2 pi chia cho b. Lúc này b bằng 1 phần 4. B bằng 1 phần 4. 2 pi chia 1 phần 4 là 8 pi. Vậy chiều dài của chu kỳ là 8 pi. Chiều dài của chu kỳ của hàm số 2 cos 1 phần 4 x là 8 pi. Để dễ vẽ, ta chia 8 pi thành 4 đoạn. 4 đoạn, mỗi đoạn là 2 pi. Và điểm đầu tiên của chu kỳ ta lấy tất cả những cái góc phía sau chữ cos. Cái góc của chữ cos ta cho bằng 0, tức là bx cộng c bằng 0. Bx cộng c bằng 0 tương đương với 1 phần 4 x cộng 0 bằng 0. 1 phần 4 x cộng 0 bằng 0. Và suy ra ta được x bằng 0. Khi x bằng 0 thì y bằng bao nhiêu? Ta thiết lập bảng tọa độ và trục tọa độ. Khi x bằng 0, ta lấy 0 thế vào phương trình 2 cos 1 phần 4 x. Ta được 2 cos 1 phần 4 của 0, tức là 2 cos 0. Cos 0 bằng 1, 1 nhân cho 2 bằng 2. Vậy điểm đầu tiên ta có x bằng 0, y bằng 2. Nằm đâu trên trục ô y. Và điểm thứ hai, ta lấy 0 cộng cho 2 pi, tức là 2 pi. Và lấy 2 pi thế vào y bằng 2 cos 1 phần 4 x, ta được 2 cos 1 phần 4 của 2 pi. Và chia tử cho mẫu cho 2, ta được 2 lần cos của pi trên 2. Cos của pi trên 2 là 0. 0 nhân cho 2 là 0. Vậy điểm thứ hai ta có x bằng 2 pi, y bằng 0, nằm trên trục ô x. Và điểm thứ ba ta lấy 2 pi cộng cho 2 pi là 4 pi. Và thế 4 pi vào 2 cos 1 phần 4 x, ta được 2 cos 1 phần 4 của 4 pi. Chia tử và mẫu cho 4, ta được 2 cos của pi. Cos của pi là trừ 1. Trừ 1 nhân cho 2 là trừ 2. Vậy điểm thứ ba ta có x bằng 4 pi, y bằng trừ 2. Nằm đâu ở dưới này? Và điểm thứ tư ta lấy 4 pi cộng cho 2 pi là 6 pi. Và lấy 6 pi thế vào 2 cos 1 phần 4 x, ta được 2 cos 1 phần 4 của 6 pi. Đơn giản tử và mẫu cho 2, ta được 2 cos của 3 pi trên 2.
Cos của 3π trên 2 là 0, 0 nhân 2 là 0. Vậy điểm thứ tư ta có x bằng 6π, y bằng 0. Nằm trên trục OX đâu đây? Đây. Và điểm thứ năm, ta lấy 6π cộng cho 2π là 8π. Và 8π thế vào 2 cos 1/4 x, ta được 2 cos 1/4 của 8π. Và chia tử và mẫu cho 4, ta được 2 cos của 2π. Cos của 2π bằng 1, 1 x 2 bằng 2. Vậy điểm cuối cùng ta có x bằng 8π, y bằng 2. Nằm đâu ở đây? Và nối các điểm này lại, ta được đây là đồ thị hàm 2 cos 1/4 x. Nối lại ta được đây là đồ thị của hàm 2 cos 1/4 x. Đây. Và so sánh với hàm của 2 cos x, so sánh với hàm của 2 cos x, hàm của 2 cos x có chu kỳ là 2π. Hàm của 2 cos x có chu kỳ là 2π, chiều cao là 2. Vậy, nếu chiều dài của chu từ 0 đến 8π, ta vẽ được 4 lần chu kỳ của hàm 2 cos x. Đây, mình cái này là mình làm nhanh để mình hiểu thêm thôi. Đây, từ 0 cho đến 8π, chu kỳ của hàm 2 cos x là 2π. Vậy thêm 2π nữa là 4π, ta vẽ được 2 chu kỳ. Và thêm 2π nữa là 6π, ta vẽ được 3 chu kỳ. Và thêm 2π nữa là 8π, ta vẽ được 4 chu kỳ. Đây, hàm 2 cos x, ta vẽ được 4 chu kỳ từ 0 cho đến 8π. Còn hàm đồ thị hàm 2 cos 1/4 x, ta vẽ một chu kỳ từ 0 cho đến 8π. Và đến đây ta cũng đã giải xong bài 19. Và các bạn đừng quên chia sẻ với các bạn khác cùng lớp nha, để mình học hỏi thêm. Hay là những bạn nào cần tìm hiểu thì các bạn nhớ giới thiệu dùm. Chủ yếu là mình giúp nhau cùng học. Bye nha. Hẹn gặp lại các bạn bài kế tiếp.